Vâng, em xin review cho quý vị các bạn một cái đôi chim rất là đẹp. Đôi chim rất là đẹp luôn. Quý vị anh chị các bạn có thể thấy là nó đang đứng rất là hồn nhiên. Đấy. Đôi chim này là clip số 11. Clip số 11. Đấy. Đôi chim này là đôi chim đồng có diều, đồng bám diều. Đấy. Tông của nó là clip số 11. Em để cho các bạn đôi này giá công khai là 800k. 800k các bạn nhé. Đấy. Công khai. Tông này là tông mã ngỗng phấn hồng. Đấy. Rất đẹp. Clip số 11. Đẹp trên từng cm luôn. Cam kết cho các bạn là một trống một mái nhé. Bên em bán chim ra là bao giờ cũng sẽ có bảo hành. Đó, bảo hành đó. Thì em bán rất là nhiều đó. Hàng năm thì tất cả những cái này em sẽ có trách nhiệm với các bạn đến tận cùng đó. Đó, bạn. Em quay này các bạn biết là chim của nó là phấn hồng, rất đẹp luôn. Đôi này là đôi clip số 11, một trống một mái. Đấy, âm thổ đồng có đây, có diều nhá. Đấy, chân rất đỏ, chân đỏ phải non luôn. Đó. Đôi này là em đang đăng nay là ngày 18 tháng 8. Những anh chị các bạn có thể xem, đặc biệt là các bác dành cho những bạn nào nghiên cứu về chim cu sinh sản thì nên chọn những cái đôi như thế này để chúng ta vào giống. Đấy. Rất đẹp, ngực hồng. Đấy. Rất đẹp luôn. Mọi người xem đẹp trên từng cm luôn. Clip số 11 nha các bạn nhé. Thổ đồng bám diều nha các bạn nhé. Chắc chắn là có diều đấy. Tông của nó rất là hay. Đấy, quý vị các bạn chỉ nhìn em đã đánh dấu đeo vòng nhựa ở chân. Đấy. Rất đẹp. Chim rất đẹp luôn. Đấy.
Đây là những cái đai mà em hay đánh dấu chim. Và trên đây là những cái trên đây là những cái hướng dẫn nuôi chim do đồng chí Thao biên soạn. Đấy, kênh Chim Cô Gái Hay luôn luôn là gửi chim cho các bạn và tặng cho các bạn những cái gọi là kiến thức để cho các bạn trong quá trình nuôi, các bạn có thể là một số lưu ý rất là nhiều đấy các bạn nhé. Các bạn xem để các bạn biết đến kênh Chim Cô Gái Hay và các bạn kết nối. Đấy là một điều mà chắc chắn các bạn sẽ tìm được một cặp chim, một chú chim hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.